Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2018, Hội thi bánh dân gian Nam Bộ đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ. Đây là một trong những hoạt động chính nằm trong khuôn khổ lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 7 năm 2018 do Cục Văn hóa Cơ sở, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ phối hợp tổ chức. Buổi khai mạc vinh dự có sự tham dự của bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, trưởng ban tổ chức hội thi. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch. Ông Nguyễn Thành Công, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Ông Trần Việt Phường, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Các đồng chí là trưởng phó các phòng chuyên môn trực thuộc Cục Văn hóa Cơ sở, ban lãnh đạo các cơ sở, ban ngành, đoàn thể thành phố Cần Thơ, đại diện các doanh nghiệp, khách sạn, đặc biệt có sự góp mặt của các đoàn nghệ nhân tham gia hội thi và đông đảo quần chúng nhân dân đến tham dự. Mở đầu buổi khai mạc, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, trưởng ban tổ chức hội thi đã lên đọc diễn văn khai mạc và trao cờ cho 20 đoàn nghệ nhân tham gia đến từ các tỉnh thành với 40 nghệ nhân tham gia cùng 47 loại bánh. Hội thi với chủ đề Hương vị bánh quê được tổ chức với mục đích xây dựng thương hiệu bánh dân gian Nam Bộ, trở thành thương hiệu quốc gia, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân được thưởng thức, tham gia các hoạt động làm bánh, có cơ hội tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Nam Bộ. Đồng thời tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị ẩm thực, đặc biệt là các loại bánh truyền thống của nhân dân, các vùng miền nói chung và người dân Nam Bộ nói riêng, tạo điều kiện cho các tổ chức, hiệp hội làng nghề, nghệ nhân làm bánh dân gian có cơ hội quảng cáo sản phẩm với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để mở rộng thị trường. Mỗi đoàn nghệ nhân tham dự sẽ đăng ký 3 loại bánh dân gian, thời gian chế biến và thuyết trình là 90 phút. Thông qua các tiêu chí đánh giá được quy định về chất lượng sản phẩm bánh, hình thức, thuyết trình hay về quy trình, ý nghĩa, cách thưởng thức bánh, ban tổ chức sẽ cấp chứng nhận huy chương vàng, huy chương bạc kèm theo hiện vật cho các sản phẩm bánh đạt giải.